Dạ vâng, xin chào anh em và toàn thể các bác đam mê bẫy chào nghịch trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay trong video clip ngắn này, shop em cũng xin phép giới thiệu đến anh em về một cái bộ combo phục vụ cho anh em bẫy chào nghịch. Thì bác nào và anh em nào có nhu cầu thì các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp bên cơ sở shop các bác nhé. Bên cơ sở em sẽ ship code COD toàn quốc. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán. Và trên 63 tỉnh thành trong nước, các bác và anh em có nhu cầu anh em chỉ cần nhắn lại địa chỉ cụ thể thôi. Đấy là bên cơ sở em sẽ tư vấn cũng như là lên đơn tận nơi, gửi hàng tận nơi cho anh em. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Đấy, và trong cái video clip ngắn này, em cũng xin giới thiệu đến anh em đây về cái một cái mẫu thòng bẫy chào nghịch, một trong những cái mẫu thòng cao cấp, mẫu thòng tuyển của bên cơ sở shop anh em nhé. Đấy, để làm được ra những cái mẫu thòng như thế này, anh em có thể thấy này, rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, thòng bẫy chào nghịch đây. Đấy, cực kỳ là chuẩn cho anh em. Đấy, mẫu thòng này thì hiện tại bên cơ sở em đã về với số lượng rất là nhiều, phục vụ cho anh em bẫy chào nghịch trong năm nay anh em nhé. Đấy, các bác và anh em có thể thấy này. Đấy, em sẽ quay ngược lại đây anh em nhé. Đấy, về cái phần tay cầm này làm rất là chắc chắn cho các bác, phần khuôn cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Đó, còn về cái thòng của nó anh em có thể thấy này. Đấy, anh em sẽ quay xa xa một chút này, anh em có thể nhìn thấy được. Đấy, một bộ như thế này nó sẽ gồm có 7 khung anh em nhé. 7 khung này, 1 2 3 4 5 6 7 anh em nhé, 7 khung. Đấy, và mỗi một khung nó sẽ gồm có 7 thòng, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, các bác và anh em lưu ý nhé. Thòng của bên cơ sở shop thì tất cả đều là thòng đan 4 anh em nhé, thòng cước nhật đan 4, khuyên sẽ là khuyên đúc, phần quấn sẽ là phần dây đồng quấn anh em nhé, rất là chắc chắn cho anh em. Đặc biệt anh em đánh chào nghịch, các bác và anh em mua một bộ như này, anh em đánh 5-7 năm không có lo hỏng anh em nhé. Đấy, và cái sợi thòng của nó này thì đảm bảo luôn với các bác và anh em, đánh bao nhạy cho anh em không sẩy được các bác nhé. Ở phần khuyên của nó đây, em sẽ mở ra cho anh em xem này. Phần khuyên của nó thì nó sẽ được thiết kế là phần khuyên đúc liền anh em nhé. Đấy, và đi kèm nó sẽ có một đoạn đấy, dù chống sẩy đây. Đấy, khi mà nó thít vào cực kỳ nhạy bén luôn. Đó, anh em có thể thấy nhé, rất là chuẩn, đều tăm tắp luôn. Đấy, kích thước đường kính của nó sẽ dao động là khoảng tầm 6 cm. Kích thước của nó mỗi một thòng như này nó sẽ khoảng 6 cm anh em nhé. 6 cm là kích thước tiêu chuẩn để phục vụ cho anh em đánh chẳng nghịch. Các bác và anh em lưu ý là nếu anh em sử dụng thòng to hơn hay anh em sử dụng thòng nhỏ hơn thì anh em đánh nó sẽ kém hiệu quả đi anh em nhé. Thì còn về cái phần thép của nó đây anh em nhé, phần thép này thì phần đầu thì bên cơ sở shop đã mài nhọn cho anh em rồi. Đấy, bên cơ sở shop đã mài nhọn cho anh em rồi, anh em về chỉ việc cắm thôi. Đấy, về anh em chỉ việc đánh thôi. Đấy, phần khung thép sẽ là loại khung thép tốt nhất cho anh em. Đấy, khung thép chống rỉ loại cao cấp, độ đàn hồi rất là cứng chắc anh em nhé. Các bác và anh em đánh ở cái địa hình đất cứng hay là đất mềm anh em đánh yên tâm luôn. Đấy, và cái chiều cao của nó đây, chiều cao của nó thì nó sẽ dao động khoảng tầm 30 cm anh em nhé, 30 cm đó, rất là thoải mái ok cho anh em. Đó, và cái phần chiều dài anh em nhé, chiều dài sẽ là 42 cm, một cái kích thước rất là ok. Anh em cũng có thể lấy cái con số là 6 × 7, 6 × 7 = 42 anh em nhé, 42 cm. Đấy, nếu em nhớ không nhầm thì nó khoảng tầm 42 rưỡi. 6 7 42, đúng kích thước 6 cm như này anh em nhé, chuẩn luôn anh em nhé. Đó, các bác và anh em có thể thấy này. Đó, và cái phần khuôn của nó đây thì thiết kế cho anh em rất là đẹp. Đấy, một cái mẫu thòng bẫy chào nghịch hàng tuyển anh em nhé. Hàng này thì nó sẽ không giống như hàng giá rẻ đâu anh em lưu ý này. Hàng giá rẻ thì các bác và anh em mua với cái giá thành rất là rẻ thôi, nó chỉ có khoảng độ tầm 250-300 nghìn. Nhưng về cái mẫu thòng này giá của nó chưa đến 400 nghìn, nhưng chất lượng của nó đảm bảo luôn anh em. Đấy, đây là cái thằng đây là cái mẫu thòng cao cấp anh em nhé, mẫu thòng rất là chuẩn. Đấy, giá phổ thông cho anh em cực kỳ là ngon. Đấy, còn về cái loa để phục vụ cho anh em đánh chẳng nghịch thì sao? Về loa bẫy chẳng nghịch thì em cũng xin thông báo các bác và anh em, đây là dòng loa WS898 loại 1 anh em nhé. Đấy, các bác và anh em lưu ý này, về thòng thì là giá của nó hiện tại đang là 380 nghìn anh em nhé, nếu anh em mua một bộ riêng. Còn nếu anh em đặt một con loa như thế này thì giá của nó là 450 anh em nhé, 450. Đấy, tính ra là nó sẽ rơi vào khi mà anh em đặt cả hai món nó sẽ là trên 800 nghìn anh em nhé, trên 800 nghìn một bộ. Đấy, một bộ loa. Đấy, gồm có một bộ thòng, một bộ loa như thế này, một bộ combo. Nhưng ở trong video này, ở ngay trong video này em sẽ giảm giá cho anh em nhé.
Đấy là một bộ thằng nó sẽ gồm có 7 khung như thế này anh em nhé, 7 khung đấy, và tổng là 49 thằng. Anh em lưu ý giúp em. Anh em nào muốn đặt thêm khung anh em nhé, các bác và anh em muốn đặt bộ 10 khung anh em cũng liên hệ trực tiếp bên shop, bên cơ sở em sẽ gửi cho anh em bộ 10 khung. Còn anh em nào đánh một bộ 7 khung như này cũng rất là thoải mái rồi. Đấy thì đây là một cái bộ combo giá rẻ nhất, đấy, phục vụ cho anh em bẫy chẳng nghịch. Anh em nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp bên shop các bác nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi hết video clip này. Rất là mong các bác và anh em đăng ký kênh, bật chuông lên anh em nhé, để những video sau em làm các bác và anh em có thể là vào xem tham khảo cũng như là ủng hộ shop, chia sẻ video lên những hội nhóm trên Facebook hoặc là trên những trang mạng khác các bác nhé. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.